Thử đến một cái ví dụ có trong đề thi đi, chỉ xem là người ta sẽ hỏi chúng ta là như thế nào nhá, về cái bài như này. Đấy. Đấy, cứ theo các bước thôi. Đâu. Theo các bước là cụ thể nhá. Bước 1 ta ghi x những cái giá trị nào, bước 2 ta tính cho xuất và bước 3 chúng ta và ta sẽ ghi vào bảng thôi, được không? Hay ví dụ 2 trong đề thi đây là trong đề thi năm 2019 đó. Không nhớ ngày đấy. Có 4 cây ATM này. Một người lần lượt sử dụng từng cây cho đến khi rút được tiền hoặc sử dụng hết 4 cây thì dừng, đúng không? Bên xác suất rút được tiền ở mỗi cây là 0,9. Còn x là số cây ATM chưa dùng đến. Đây chúng ta phải chú ý là đến cái người ta gọi nhá. Người ta gọi x là số cây chưa dùng đến, đúng không? Tìm được phương hướng xác suất của x. Bước 1 chúng ta vẫn làm như bình thường thôi. Và chúng ta sẽ bước 1 là chúng ta xem x nhận các giá trị nào, đúng không nào? Thì cụ thể đây nhá, chúng ta xem x nhận các giá trị nào đi. X của chúng ta nhá sẽ nhận các giá trị đây. Hãy ghi cái ngược nhọn rồi chúng ta ghi cả giá trị vào trong. Thì cụ thể đây x chúng ta sẽ nhận các giá trị nào? Đấy, thì như đã nói rồi nhá, chúng ta xem nhận các giá trị nào ấy, đầu tiên chúng ta phải xem là chúng ta biết là xem là từ cái số nhỏ nhất trở lên, đúng không? Thì cụ thể đây đi, chúng ta xem từ số 0, đúng không? Nói là vì chỉ có từ 0 trở lên thôi, thì nó không thể là số âm được đâu nhá. À, xem được 0 trở lên thì cụ x ở đây có được nhận giá trị không không? Ta cùng hỏi như thế, đúng không? Nhưng mà bài hãy Có. xem là có giá trị không không? Tại sao lại có? Tại vì có thể người đây sử dụng hết cả 4 cây ATM. Đúng rồi, không cũng được nhá. Bởi sao? Đây là số cây chưa dùng đến. Có nghĩa là nếu mà chúng ta dùng hết 4 cây luôn á thì có nghĩa phải là chúng ta sẽ chưa dùng đến không cây nào, đúng không? Không ra vẫn được đấy. Vâng, ý em là như thế đấy ạ. Đang bị lag chỗ này đấy. Là không nhá. Tiếp theo là một thì có được không? Một có nghĩa là người ta sẽ sử dụng 3 cây, đúng không? Còn một Vâng cây chưa ạ. dùng đến. Đấy. Tiếp theo là hai nhá. Và 3, đúng không? Thì có 4 không? Người ta xem trường có 4 không? Có 4 cây chưa dùng đến không? Có. 4 cây dùng đến có nghĩa là họ đi vào họ không dùng cái gì, họ đi về luôn. Đây, họ nha, họ sẽ sử dụng từng cây cho đến khi rút được tiền hoặc sử dụng hết 4 cây thì đi về, đúng không? Thì cụ thể đấy, Thế ít nhất là họ là phải được sử cái dụng một dùng cây, đúng không? vâng. Ít nhất là phải sử dụng một cây chứ không không phải nào mà chưa dùng đến cả 4 cây được, nghĩa là họ chỉ đi vào xong họ đi ra luôn đấy. Thì không được, đúng không? À, chúng ta biết là x sẽ nhận cái giá trị này rồi. Thế là chúng ta tính là xác suất đi. Bằng không đi xem nào. Sở x bằng không đấy thì nó là nhào đây. Xem gì được ý hiểu của nó là gì. Ý hiểu của mà số cây ATM chưa dùng đến là không thì ý hiểu của nó là gì đây? Là Là rút được tiền ở người cây đó số 4, đúng không? vâng. Rút tiền ở lần 4 đi. Hoặc gì nữa, trong trường hợp này có một trường hợp nữa, hoặc là gì đây, họ bảo gì đây, họ sử dụng từng cây cho đến khi rút được tiền hoặc hết thì dừng. Hết có nghĩa là hết mà vẫn chưa rút được vậy thì dừng, đúng không? Hoặc là gì nữa, khi mà họ sử dụng hết được 4 cây rồi, Vẫn chưa rút được tiền. hoặc là sử dụng hết 4 cây nhưng không được tiền nhá, nhưng vẫn không rút được. À, trong trường hợp này nó x bằng không thì nó sẽ khó hơn, nữa không rút được, khó một chút. Đấy, còn nếu mà x bằng không thì tính mấy cái này trước đi nhá. Đấy, tính em bằng 1, 2, 3 trước đi, nó sẽ dễ hơn đấy. Đấy, cụ thể đây x bằng 1 chúng ta hiểu gì? Người đấy đã rút hết 3 cây, định rút đến cây thứ 3. Được cây thứ ba, rút được cây thứ ba thì được, đúng không? Vâng. Đấy, còn hai cây đầu không được thì chúng ta biết nhá. Đây, chúng ta biết là xác suất rút được tiền ở mỗi cây là 0,9, đúng không? Xác suất được tiền ở mỗi cây là 0,9 thì suy ra là xác suất không rút được tiền ở mỗi cây là mấy? 0,1. Mỗi cây thì đều là như nhau, đúng không? Là không phải mấy? Bởi vì hai cái này là đối nhau, đúng không? Nếu mà rút được tiền là 0,9 thì không rút được tiền sẽ là 0,1, đúng không nào? Ok nào. Đấy, bởi vì chỉ có hai trường hợp thôi mà, trường hợp một là rút được tiền, trường hợp hai là không rút được tiền. À, cho nên hai cái này sẽ là biến cố đối, mà biến cố đối thì tổng lại xác suất bằng một, bởi vì thế cho nên ấy, cái này là 0,9 thì cái còn lại sẽ là 0,1, đúng không, hiểu này không? Có. Đấy, thì đây
Có nghe nhá, đây là rút được tiền ở lần thứ ba đúng không? Thì hai lần đầu sẽ là không được. Đúng không? Lần thứ ba mới được. Thì hai lần đầu không được sẽ là gì? Lần một không được là 0,1 đúng không? Lần hai không được là mấy? Xin một. Rồi một tiếp đúng không? Vâng. Đấy, và nhân bao nhiêu? Tại vì chúng ta biết xác suất ở đều bằng nhau, không rút được tiền đều bằng nhau và bằng 0,1. Còn xác suất rút được tiền đều bằng nhau và 0,9. Đấy, thì lần 1 không rút được, lần 2 không rút được và lần 3 rút được. Lần 3 rút được là không phải mấy? Về 9. Rồi. Đấy thì bằng thôi. Bao nhiêu chúng ta anh ghi ra nhá. Đó, cũng tương tự như thế đúng không? Rất đơn giản thôi. Có x bằng 2 đây là gì? Xe lần đầu không rút được và lần 2 rút được đúng không? Thì lần đầu không rút được chúng ta đã có 0,1 rồi. Mà lần 2 rút được thì lại là 0, mấy? Lần 2 rút được luôn. 0,9. Đúng rồi. Thì khi mà rút được lần 2 rồi chúng ta không cần rút lần 3 lần 4 nữa, cho nên chúng ta chỉ cần hai cái này thôi, được không? Đó, mỗi lần nó sẽ giảm đi. Vâng. Tiếp theo là 3 đi. 3 đi nhá. Cụ thể là 3 cây chưa dùng, có nghĩa họ rút lần 1 được luôn. Rút lần 1 được luôn là bao nhiêu? Có nghĩa lần 1 được luôn. 0,9 ạ. Không phải 9 thôi. Đó. Rồi. Đấy cụ thể chúng ta tính nốt hai này đi, sẽ tìm vào đây. 0,09. Ok, không phải 0,9. Và trên này sẽ là 0,009. 0,009. Đây. Còn nốt cái này thôi. Nhá, đây là hoặc đúng không? Hoặc có nghĩa là gì? Hoặc có nghĩa là chúng ta phải dùng cái xác suất gì đây? Công thức của xác suất cộng đúng không? Đấy. Bởi vì nhá, chúng ta có thể cái này hoặc cái kia thì chúng ta sử dụng cộng đúng không? Còn nếu mà chúng ta còn nhớ các biến cố không? Còn nhớ ở lớp 11 chúng ta học các biến cố ấy, thì chúng ta có là gì? Có công thức nhân và công thức cộng đúng không? Hai việc mà xảy ra cùng nhau ấy, thì họ sẽ dùng nhân. Như là ấy, để chọn được một bộ quần áo thì họ phải chọn là quần và áo đúng không? Khi mà quần và áo thì họ sẽ tính xác suất để chọn được quần này, nhân xác suất để chọn được áo. Còn đây là hoặc, có nghĩa là họ có thể chọn bộ màu xanh và bộ màu đỏ đúng không? Thì hoặc cái này công việc cũng xong rồi, hoặc cái này công việc cũng xong rồi đúng không? Ấy, chúng ta phải dùng công thức cộng, hiểu như này không? Đấy, Có. thì đây sẽ là xác suất để rút được tiền là lần 4 cộng xác suất để rút hết 4 cây nhưng vẫn không được tiền đúng không? Thì đầu tiên là xác suất rút được tiền lần 4 là bao nhiêu? 0,1 nhân 0,1 nhân 0,1 nhân 0,9. Đó là 0,1 mũ 3 đúng không? Vâng. Nhân với 9. Đó. 0,1 mũ 3 nhân 0,9. Mũ đây, đây, mũ 3. Nhân cho 0,9. Nó tiếp theo là gì? Cộng nhá, cộng với trường hợp là gì đây? Hoặc sử dụng Không hết phải 4 một mũ cây. bốn Đúng không? Không có 4 luôn. Đúng nhá, họ sử dụng hết 4 cây rồi. Nhưng mà họ vẫn không rút được tiền. Đấy có nghĩa là 4 lần đều không rút được tiền luôn. Đấy, tóm lại là gì? Chúng ta tính cái này là bằng bao nhiêu? Đó, thì cái ra kết quả thôi. không phải không không một 0,001 luôn á. vâng. Đấy, ok. Rồi thì tổng thử xem nó bằng một chưa. Đúng một rồi đấy, đúng không? Thế đây là 0,001 mà cộng 0,09 nữa sẽ là 0,1. À đâu, 0,01 mà đây lại cộng cái này nữa là sẽ thành 0,1, rồi cộng cái này là không là thành một đúng Vâng. không? Ta có nhá, bảng hồ xác suất hệ luật đấy, đi hỏi luật mà, thì chúng ta sẽ ghi là luật trong xác suất thôi. Của x là à, chúng ta nhập cái bảng nó vào thôi nhá. À, cái bảng cụ thể như này này đấy, rất đơn giản thôi, chỉ chúng ta chỉ cần biết là nó nhận các giá trị nào, được chưa? Cụ thể nhận giá trị nào, chúng ta biết tính các xác suất, thế là chúng ta đã xong rồi. Đây cụ thể đây sẽ không một hai ba thôi đấy. Thay thay lại đây này, với không thì sẽ là 0,01, với một thì sẽ là 0,09, với 2 thì sẽ là 0,09 và cuối cùng là với 3 ấy, thì sẽ là 0,9. Bây giờ đấy, hiểu ví dụ này chưa đây? Rồi Tiếp theo cho cùng đến một ví dụ nữa nhá, rồi chúng ta đến đây cái phần 2 được không?
Đấy, ví dụ nữa đi, cho nó hiểu luôn này. Đấy, ba chúng ta đây. Đó là có 100 vé lô tô, trong đó thì có một giải nhất thì giá 100 triệu, hai giải nhì thì mỗi giải 70 triệu, 4 giải ba thì mỗi giải 50 triệu, và 6 giải 4 mỗi giải 30 triệu, 10 giải khuyến khích mỗi giải 10 triệu. Biết giá vé của chúng ta ấy là 5 triệu trên một vé. Gọi x là số tiền lãi hay là bằng vốn sản xuất của x. Đó. Đấy, chúng ta biết là x là số tiền lãi rồi nhá. Thì chúng ta biết lãi là gì không? Đấy, cái bài này cần suy luận một chút. Hình như nó cũng xuất hiện trong một cái đề thi rồi đấy. Thì lãi chúng ta có biết bằng gì không? Có biết lãi bằng gì không? Lãi nhá, x là lãi đúng không? Đấy, thì lãi biết bằng gì không nào? Cụ thể đi. Giả sử giản thôi. Là chúng ta giả sử chúng ta bán một cái áo đi đúng không? Thì khi mà cái tiền chúng ta bán áo chúng ta thu về thì đấy có phải là lãi không? Nào nào, nghĩ xem nào. Đấy, đang giả sử đấy, chúng ta bán một cái áo. Thì giả sử cái áo 100 nghìn đi, chúng ta bỏ tiền đi ra, chúng ta chúng ta bán được cái áo ấy thì đấy có phải gọi là lãi không? Không ạ. Đấy, ví dụ vui mà cứ trả lời đi, xem có phải là lãi không? Không ạ. Thì lãi của chúng ta phải là gì? Là cái tiền Doanh thu trừ thu đi. trừ chi tiêu. Đúng rồi, có là tiền thu về đúng không? Trừ đi tiền bỏ ra. Đấy, trong khi chúng ta làm cái áo ấy, giả sử chúng ta mất 50.000 để làm ra cái áo ấy đi, thì chúng ta chỉ tóm lại chúng ta bán được 100.000, chúng ta chỉ lãi 50.000 thôi đúng không? Chúng ta không phải là lãi 100.000. Đấy, tóm lại là lãi chúng ta tức là tiền thu về trừ cái tiền mà chúng ta phải bỏ ra, đúng không? Đấy, ta phải suy luận được như thế nhá. Thì đây là tiền thu về đấy, có các trường hợp của tiền thu về là bao nhiêu? Là đây, là chúng ta được giải nhất đi, chúng ta 100 triệu. Giải nhì đi thì sẽ được 70 triệu. Giải ba đi thì sẽ được 50 triệu. Còn giải 4 thì sẽ được 30 triệu, còn giải khuyến khích thì sẽ là 10 triệu. Nhưng mà ấy, có phải là khi mà chúng ta trúng chúng ta gọi là lãi là 50 triệu, gọi lãi là 100 triệu, gọi lãi là 70 triệu luôn không? Không đúng không? Không, Bởi vì tiền bỏ ra chúng ta phải bỏ ra bao nhiêu chúng ta mua được cái năm triệu. vé. Đúng rồi, tóm lại trừ tiền bỏ ra nhá, thì tiền bỏ ra chúng ta đây là 5 triệu rồi, đúng không? Đấy, 5 triệu. Đấy, còn trúng này ấy, đó là chúng ta may thì chúng ta trúng thôi, còn có nhiều khả năng ấy là chúng ta không trúng đúng không, thì chúng ta lỗ luôn 5 triệu đấy. Em biết là lãi là gì, thì tóm lại là x của chúng ta nhận cái giá trị nào đây? Đấy, suy luận đi, x nhận cái giá trị nào, tóm lại chú ý là từ bé lớn nhá. Đấy, Năm năm. đúng rồi. Nếu mà không, nếu mà trường hợp ấy là chúng ta không có, à chúng ta không trúng đi, thì đen nhất là như thế, thì chúng ta sẽ lãi chúng ta là bao nhiêu? Âm 5 đúng không? X của chúng ta theo triệu nhá, đúng không? Rồi, thì tóm lại là âm 5 này. Tiếp theo là gì? Nếu mà chúng ta nếu chúng ta nhìn ấy, thì để làm cái bài kiểu nhà này, chúng ta nhìn từ dưới lên trên đúng không? Đây là khi mà chúng ta không ấy, chúng ta lỗ 5 triệu. Tiếp theo là gì? Nếu mà chúng ta được giải khuyến khích đi thì sẽ là được bao nhiêu đây? 10 triệu. Triệu. Nhưng mà lãi được bao nhiêu? Ừ. 5 triệu. Đúng rồi. Tiếp theo là gì? 25 đúng không? 45. 45. Mà cuối cùng nó 6. à chưa? 65. 65. Bây giờ một cuối cùng này. 95. Đúng rồi. Thì 5. Đấy thì bây giờ chúng này cần tính cái xác suất này ra là ok rồi đúng không? Cụ thể bây giờ chúng ta tính các xác suất nhá. Bước 2 chúng ta tính các xác suất của nó ra. Đầu tiên ấy là xác suất để x bằng âm 5 này. Đấy. X bằng âm 5 có nghĩa là gì? À, cụ thể x bằng 5, âm 5 chúng ta có thể hiểu ra lời nó là gì không? Hiểu bằng lời không? Là không trúng giải ạ. Rồi, là không trúng với giải gì hết. Không, thì chúng ta mới bị lỗ này. Vâng. Thì sẽ bằng là để chúng ta hiểu là đây, hiểu đây là không trúng giải đúng không? Thì chúng ta có thể dùng cái biến cú đối của nó là bằng gì? Bằng 1 trừ đi cái xác suất là trúng giải đúng không? Vâng. Xác suất để trúng giải là bao nhiêu? Đấy. Bây giờ chỉ cần là lấy một chữ xác suất trúng giải, mà trúng giải đây nhá, người ta không không yêu cầu là trúng giải nhất là gì, và bét gì hết, mà người ta chỉ cần trúng giải thôi. Đấy, chúng ta cộng tất cả các vé mà trúng giải vào đúng không? Là chúng ta có rồi. 23. 1 cộng 2 cộng 4 cộng cái này là 23. Vâng. Thì tóm lại là trừ đi 23 chia bao nhiêu?
Thì chúng ta chia bao nhiêu đây? Chia Chia 100 đúng 100. không? Đấy, vì chúng ta có 100 tế mà. Thấy bằng bao nhiêu đây? 77 à? Vậy 100 à? Vâng. Tiếp theo thì đây, chúng ta tính xác suất để x bằng 5 đi. Đấy, tức là 5 thì đấy, chúng ta chỉ khó ở cái đầu thôi đúng không? Cái sau thì dễ rồi. 5 đây là gì? Cũng nhỉ. Chúng ta trúng được cái giải khuyến khích đấy, đúng không? À, có bao nhiêu giải khuyến khích? Có 10 giải, đúng không? Chúng ta mua được một cái vé 10 giải, à, một cái vé khuyến khích trong 100 cái vé, đúng không? Mà cụ thể đây có 10 thì sẽ là 10 trên 100, đúng không? Đấy, tính cái này rất là dễ thôi. Ta tính là NA trên omega đấy. Cụ thể đây có 100 vé, cho nên đây sẽ là 100 nhá. Mà có 10 cái vé thì giải khuyến khích sẽ là 10 100, đúng không? Theo ta vẫn cứ tính thôi, ta tính hết là xong rồi. Hay là đến 5 rồi, xong đến 25 đúng không? 25. Đấy, đến 45. Này. 6 năm và 9 năm đúng không? Đấy. Đấy thì các cái tính này rất là dễ thôi. Tại vì chúng ta đã có biết bao nhiêu vé rồi. Đấy, mẫu chỉ luôn là 100 nhá. Ờ. Đây chúng ta cần tính cái tử rồi lấy tử trên mẫu là xong. À, cụ thể đấy là x bằng 25 thì cũng như là chúng ta đang trúng giải gì? À, trúng giải 4 đúng không? Giải 4 thì chúng ta cũng đang có 6 cái vé trúng giải này. Thì đây là 6 phần 100. Ok không? Đấy, đến x bằng 45 á, thì sẽ là gì? Đây, sẽ là chúng ta trúng giải 3 và cụ thể giải 3 đây đang có 4 thì đây là 4 trên 100. À, tương tự thế là với x bằng 65 á, thì sẽ là gì đây? Chúng giải nhì thì có hai hai vé giải nhì thôi thì sẽ là 2 trên 100 và cuối cùng là gì, chúng ta trúng cái giải nhất luôn mà giải nhất chỉ có một cái vé thôi, may mắn nhất là được giải nhất thì sẽ là 1 trên 100. Đấy, ok cho này không, hiểu cho này không? Ủa? Đấy thì chúng ta tổng tất cả này vào đi xem có bằng một không, à, chắc chắn sẽ bằng rồi. Vì sao? Khi chúng ta tổng ấy, tất cả mà mẫu nó bằng nhau rồi, cái này cần lấy cái tử cộng vào thôi. 77 cộng 10 cộng 6 cộng 4 cộng 2 cộng 1 đấy thì có bằng 100 không? 77 cộng 10 này là 87, 87 cộng 6 này là 93, 93 rồi cộng 7 đây đúng rồi, 100 đúng không? 100 trên 100 là 1 rồi. Vâng. Đấy, khi mà chúng ta tính hết rồi chúng ta suy ra được thôi là bảng phân phối xác suất, bảng phân phối xác suất là này. Đấy, ta cũng ghi nguyên thôi, được không? Thì đây, ta sẽ viết cái bảng ra đúng không? Cụ thể đây x của chúng ta nhận mấy đây, 1 2 3 4 5 6 à. Ok thì đây rồi, x là nhá bằng x y đúng không, và đề xác suất x bằng x y đó. Đấy, thì trên này chúng ta điền tất cả giá trị của x của nhau, cụ thể đấy nó nhận giá trị đây này, âm 5 này, 5 5 6 5 nó cùng là 9 5 đúng không, và ứng với nó là các cái xác suất này chúng ta tính được ra rồi. Này cần đưa hết vào đây rồi nhá, đúng không nào, chúng ta có thể rút gọn là không được, ta cứ để nhanh được. Đấy, chúng ta cùng trải qua ba ví dụ rồi. Đây, có ai còn thắc mắc gì về phần này Không ạ. không? Ok, chúng ta đến phần 2 nhá.